Hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2023. Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, những phi lý và bí ẩn chung quanh vụ thanh trừng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Theo Hiếu Trân, nếu như để ý thì chúng ta có thể thấy được vụ thanh trừng trong đảng và chính phủ Cộng sản Việt Nam nhân danh chống tham nhũng diễn ra song song với cuộc đàn áp khốc liệt thành phần bất mãn trong xã hội dựa vào các điều luật mơ hồ và phi lý lợi dụng quyền tự do dân chủ và cả hai được thúc đẩy rất mạnh từ sau chuyến đi chầu bắc kinh của ông đảng trưởng cộng sản việt nam ông nguyễn phú trọng Chuyện mất chức của hai ông Minh và ông Đàm được dân chúng bàn tán từ rất lâu vì vai trò của các ông này trong các vụ đại án tham nhũng liên quan tới đại dịch COVID-19, vụ xét nghiệm Việt Á và chuyến bay giải cứu. Không ngạc nhiên, người ta chỉ thắc mắc liệu Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đàm đã là trùng cuối của cái vụ án này hay là chưa Và lý do chính xác của vụ thanh trừng hai ông này là gì Vụ thanh trừng chỉ dừng lại ở mức cách chức hay trừ ra khỏi đảng hay là truy tố và bỏ tù Liệu đây chỉ là kết quả của một vụ tranh chấp phe nhóm trong nội bộ Hay có bàn tay của ông bạn tốt 16 chữ vàng và bốn đen nhằm lũng đoạn chính trường Việt Nam dù thế nào đi chăng nữa thì việc cách chức hai ông Minh và Đàm đã đáp ứng được một mẫu số mong mỏi của người dân đã chịu quá nhiều thương đau và mất mát vì chính sách chống dịch ngu xuẩn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam do các ông này lãnh đạo và đang uất hận vì những quan chức cao cấp tán tận lương tâm trục lợi trên nỗi đau khổ của đồng bào trong suốt 3 năm dịch từ năm 2020 cho đến nay. Nhiều người tiếc rẻ vì cho rằng ông Minh và ông Đam là hai gương mặt sáng nhất trong bộ máy chính phủ Cộng sản Việt Nam được đào tạo bài bản ở xứ dậy chết và có triển vọng sẽ lèo lái đất nước trong công cuộc hội nhập sắp tới. Riêng Phạm Bình Minh là con của Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc chống lại một mưu đồ bất thuộc mới và đã bị Bắc Kinh gây sức ép đẩy ra khỏi guồng máy cai trị ở xứ Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng thì môi trường độc tài, độc tảng, độc đảng ở Việt Nam có tác dụng làm biến chất và tha hóa con người một cách kinh khủng. Người thiện lương không tồn tại được trong thể chế độc hại đó. Những quan chức Cộng sản sắp ngồi vào chiếc ghế mà Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam để lại chưa chắc đã khá gì hơn hai nhân vật vừa mới bị thanh trừng này, cũng có thể còn tệ hơn hai ông này. Vấn đề chung quy là ở thể chế độc tài, và thay đổi các cá nhân mà thể chế cộng sản vẫn giữ nguyên thì không làm cho đất nước tiến bộ hơn mà có khả năng tạo ra thêm mầm mống cho các cuộc thanh trừng trong tương lai. Sau Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam hẳn sẽ có rất thêm rất nhiều cán bộ cấp cao khác của Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành củi tươi, củi khô. Đảng Cộng sản Việt Nam không công bố rõ lý do mà Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị thanh trừng là gì và có lẽ vì họ cho rằng đây là chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân chúng không được quyền biết đến trong bối cảnh vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu đang âm ỉ trên truyền thông dư luận nghĩ rằng hai ông này ngã ngựa vì tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi trong thời kỳ đại dịch thế nhưng ở trong 18 ông ủy viên bộ chính trị khóa 13 của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay thì người nào không tham nhũng và không lợi dụng chức quyền để mà trục lợi Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thường đều là những kẻ đã nhúng chàm dính từ vụ Formosa AVG Mobile Phone, Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC Việt Á cho đến vụ Vũ Nhôm và vô số vụ tham nhũng lớn khác mà vẫn bao che cho nhau, thỏa hiệp với nhau để mà duy trì ách thống trị trên đầu, trên cổ gần 100 người dân, 100 triệu người dân Việt Nam. Tìm được một quan chức trong sạch ở chế độ Cộng sản Việt Nam có khi còn khó hơn là mò kim đáy bể. Cho nên chống tham nhũng đốt lò chỉ là khẩu hiệu rỗng tích và những chiêu bài để mà triệt hạ lẫn nhau mà Vũ Thanh Trừng, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là trường hợp mới nhất. Nếu để ý thì sẽ thấy cuộc thanh trừng trong đảng và chính phủ Việt Nam nhân danh chống tham nhũng diễn ra song song với cuộc đàn áp khốc liệt, thành phần bất mãn trong xã hội dựa vào các điều luật mơ hồ và phi lý, lợi dụng quyền tự do dân chủ và cả hai được thúc đẩy rất mạnh từ sau chuyến đi chầu Bắc Triều của ông đảng trưởng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng, cho dù ai lên ai xuống thì vụ thanh trừng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng biểu hiện một cuộc tranh chấp một mất một còn giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chiếm lấy quyền lực tối cao khi mà ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải từ bỏ chức vụ trong một ngày không xa nữa. Phe Đảng Cộng sản Việt Nam với lực lượng công an còn Đảng còn mình đang sử dụng hết công cụ bạo lực của họ để mà đánh bật những phần tử bất tuân trong phe chính phủ và cay cắm vào đó những đảng viên trung thành với Đảng Cộng sản với đồng chí bốn tốt và 16 chữ vàng ở bên kia biên giới. Ngày 27 tháng 12, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Bộ Chính trị và Ban Bí Thư để mà đưa ra kỷ luật hàng loạt quan chức. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Bùi Thành Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phạm Bình Minh, Minh, Phó Thủ tướng Thường Trực. Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã bị đưa ra kỷ luật và người đứng đầu Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ này là ông Phạm Bình Minh. Ngoài ra thì Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021-2026 cũng bị cho lên thớt mà người đứng đầu là Bùi Thanh Sơn. Cho đến thời điểm hiện tại thì Bùi Thanh Sơn đã bị kỷ luật như ông Nguyễn Phú Trọng chưa cho biết liệu ông Bùi Thanh Sơn có bị cách chức hay là không và cùng một tội giống nhau nhưng thông tin từ bên trong đưa ra cho thấy ông Phạm Bình Minh sẽ bị cách chức. Nếu vậy thì ông Bùi Thanh Sơn cũng khó có thể thoát. Sau khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp xong thì phần còn lại là thủ tục ở Quốc hội bù nhìn. Lẽ ra thì việc thay đổi nhân sự cần đợi đến kỳ họp hội nghị Trung ương tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng 5 tháng nữa. Thì ngay ngày cuối cùng của năm 2022, Bộ Chính trị đã cho Ban chấp hành Trung ương họp bất thường vào chiều 30 tháng 12 năm 2022 để mà công bố quyết định thay đổi nhân sự. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, báo chí cho biết rằng vẫn chưa có thông tin chính thức về nội dung kỳ họp bất thường này. Nhưng thực chất thì Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có quyết định rồi, nhiệm vụ của Trung ương Đảng chỉ là gật theo Bộ Chính trị. Theo lịch thì mỗi năm có hai kỳ hội nghị trung ương, tuy nhiên thì nếu như có những yêu cầu đột xuất thì Bộ Chính trị sẽ triệu tập các cuộc hội nghị trung ương bất thường để mà quyết định những vấn đề do Bộ Chính trị đề ra hội nghị trung ương bất thường lần trước là vào tháng 6 năm 2022, Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng hai ủy viên trung ương đường nhiệm đó là Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh và sau khi bị kỷ luật một ngày thì hai ông này bị bắt. Lần này theo dự đoán sẽ kỷ luật ba người đó là Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thường trực, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Không biết sau khi ra quyết định kỷ luật thì ông Nguyễn Phú Trọng có cho Tô Lâm bắt người liền như là trường hợp của Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long hay là không? Kỳ họp bất thường lần trước đúng vào kỳ họp quốc hội nên quốc hội bãi nhiệm ông Nguyễn Thành Long và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp bất thường và bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh. Hai ông này đã bị bắt ngay sau khi mà hai cơ quan kỳ bỏ phiếu bãi nhiệm có lẽ lần này ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cùng với Bùi Thành Sơn sẽ bị bắt sau kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 chứ không phải là bắt sau hội nghị trung ương bất thường. Ngày 21 tháng 12 vừa qua thì ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ có kỳ họp bất thường từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2023. Quốc hội họp bất thường để làm thủ tục hợp thức hóa cho vấn đề mà hội nghị hội trị Trung ương bất thường đã quyết và đó là bãi nhiệm người mà Trung ương đã kỷ luật. Khi mà quốc hội họp thì ắt sẽ có bãi nhiệm nhưng không biết là bãi nhiệm bao nhiêu người, có thể là hai người mà cũng có thể là ba người. Ngoài ra thì kỳ họp bất thường của Quốc hội Cộng sản Việt Nam cũng sẽ chính thức phê chuẩn nhân sự thay thế. Dư luận sẽ rất quan tâm liệu. Nguyễn Thanh Nghị có lên làm phó thủ tướng hay là không. Nhưng mà theo những gì mà thông tin đồn đoán cũng như là dò dỉ từ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì Nguyễn Thanh Nghị không có tên để vào phó thủ tướng mà sẽ là hai ông họ Trần. Và có thể thấy rằng ông Nguyễn Thanh Nghị có thể sẽ thay Trần được Lê Văn Thành thôi bởi vì Lê Văn Thành hiện đang Chị, chữa trị bệnh giống như là bệnh của Trần Đại Quang ở bên Nhật và bệnh của ông này thì cũng là một bệnh liên quan đến virus lạ và có lẽ ông này cũng sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị và lúc đó thì Nguyễn Thanh Nghị mới có thể có cơ hội lên thay thế. Còn hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam rớt thì đã hai ông họ Trần, đó là Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang sẽ thay thế hai ông này làm Phó Thủ tướng Chính phủ, theo như là thông tin rò rỉ ở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tuần ra. Cuối năm 2022 và đầu năm 2013 hứa hẹn là thời kỳ đại hạn của các quan lớn và tình trạng người thì bệnh nặng, người thì mất chức, kẻ sẽ vào tù còn nhiều hơn và bởi trong chế độ này ai cũng có thể là thanh củi dự bị cho ông Nguyễn Phú Trọng. Còn theo Trần Đông A thì những phi lý từ phiên họp bất thường dính đến hai phủ tử, hai phó thủ tướng đó là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của mười mấy người ủy viên Bộ Chính trị không bao giờ có thể vun đắp niềm tin khi mà sự thật chưa được công bố. Mãi mãi sự bất công đối với người dân vẫn còn ở đó và lịch sử còn ghi lại câu chuyện đau lòng của Tộc Việt, một ngoại trưởng tầm cỡ quốc tế như Nguyễn Cư Thạch thân phụ của Phạm Bình Minh cũng từng bị đảng cho về vườn từ trên đỉnh cao của quyền lực rớt xuống vực thẳm. Những phi lý bắt nguồn từ lắt léo của thể chế độc tài toàn trị được hệ thống quyền lực lưỡng đầu chế bảo trợ khiến cho người dân biết rất ít về các màn đấu đá sau hậu trường đấy cũng là mảnh đất màu mỡ cho nền báo chí bán khai độc diễn và đảng của ông nguyễn phú trọng và của mười mấy ông bà ủy viên bộ chính trị không bao giờ có thể vun đắp niềm tin khi mà sự thật chưa được công bố mãi mãi sự bất công đối với người dân vẫn còn đấy ngày cuối năm 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã bắt đầu họp phiên bất thường để mà xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định ba nội dung. Thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương biểu quyết thống nhất để cho các đồng chí sau thôi giữ chức vụ Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Vũ Đức Đam thôi chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Thứ hai, Ban chấp hành Trung ương cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Thứ ba là Ban chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với Trần Đình Thành, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trên dưới đều bị nhưng giữa thì lại không. Soi đoạn trích từ thông cáo về hội nghị bất thường ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể tạm rút ra một số nhận định như sau. Thứ nhất là sự nghiệp của hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam từ nay đã bị chấm dứt. Và thứ hai là hai phó thủ tướng về hưu là do bị trên ép chứ hai ông không hề viết đơn xin từ chức như là gợi ý trước đây của lãnh đạo cấp cao. Thứ ba là sau khi cầm sổ hưu số phận sau này của hai phó thủ tướng còn tùy thuộc vào mối tương quan giữa pro and con và cuộc hai phe bảo vệ hay là truy sát tiếp các ông này. Căn cứ theo diễn ngôn của thông cáo ông Minh và ông Đàm có thể sẽ không bị bộ chính trị thi hành kỷ luật theo cách như ông Thanh ở Đồng Nai và thông tin nội bộ cho biết ông Minh nhất định không chịu viết đơn từ chức và ông Minh lập luận, ông không hề nhúng chàm tham nhũng và ông chỉ nhận trách nhiệm liên đới về chính trị và ông cũng đề nghị với ban bí thư cho lấy phiếu tín nhiệm trong cuộc họp trung ương bất thường vì ông tin rằng đa số các ủy viên trung ương vẫn còn ủng hộ ông. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thì thúc thủ, ông này ngay từ đầu đã chấp nhận quyết định của bộ chính trị. Thông cáo nói trên tuy nhiên thì cũng để lộ ra một số điều phi lý. Thứ nhất là vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu kéo dài gần cả hai năm nay và dân ở trong nước còn biết ai là chùm cuối và ai là người đóng góp 80% cổ phần tại công ty cổ phần của phan quốc việt việt á thế thì tại sao không thể chờ cho đến khi vụ án đưa ra xét xử giữa thanh thiên bạch nhật mới lấy các quyết định sau cùng mà ngay từ bây giờ đảng đã phải họp bất thường để giới thiệu nhân sự thay thế Quốc hội phải họp bất thường để bấm nút thông qua các nhân vật của đảng giới thiệu và được biết đây là lần thứ hai trung ương khóa này họp bất thường trong những ngày ở thăm Indonesia, dư luận tưởng rằng phen này về nước ông Sơn sẽ bị vào lò, chưa có tiền lệ là thành viên chính phủ đang đi tháp tùng nguyên thủ quốc gia mà phải nhận hung tin khi còn ở nước ngoài. Thế thì ăn làm sao nói làm sao với nước sở tại? ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cảm thấy bị xúc phạm đã đành mà bản thân ông chủ tịch CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng thấy khó xử với nước chủ nhà và đến lượt mình thì nguyên thủ chủ nhà cũng cảm thấy sai sai vì sao Việt Nam lại đối xử với phái đoàn của họ như thế khi đang thăm chính thức Indonesia Ấy vậy mà khi đoàn về nước thì Ngoại trưởng Sơn lại được Bộ Chính trị tha bổng vì phê bình theo điều lệ của Đảng thì chưa phải là thi hành kỷ luật cho dù là phê bình nghiêm khắc và điều phi lý nằm ở chỗ thế thì gây ra xì căng đan về ngoại giao ấy nhằm mục đích gì. Vẫn chưa hết, cấp trên của ông Bùi Thanh Sơn đó là Phạm Bình Minh bị ép về hưu và đấy rõ ràng là một hình thức kỷ luật và toàn bộ dàn nhân sự dưới trướng của ông sơn từ thứ trưởng cục trưởng cho đến nhiều chuyên viên trong bộ ngoại giao không chỉ bị kỷ luật mà lần lượt bị sổ khám chăn kiến tức là trên dưới của ông sơn đều bị dính án riêng ông ta nằm ở giữa thì lại được tha bổng là làm sao hay việc tha bổng ông bùi thanh sơn là để che giấu điều phi lý tiếp theo tức là tất cả dễ hòa cả làng trong 19 ủy viên Bộ Chính trị, theo thông tin từ nội bộ được các trang mạng xã hội đăng tải, hiện nay đã có đến hàng tá đồng chí bị nhúng chàm, kể cả ông trưởng lò là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng nắm quyền lực tối thượng, nhưng lại để lọt dưới gần chục bộ mặt tai tiếng chùm tham nhũng, ăn hối lộ, vượt qua chốt chặn và quy trình năm bước, để chiếm trệ ngồi vào ghế trung ương, và nhiều vị trong số này đã bị sổ khám. Thủ tướng Phạm Minh Chính từ thời còn ở Quảng Ninh cũng như khi đã nắm trưởng ban tổ chức Trung ương dính khá sâu với tập đoàn AIC, người tình Nguyễn Thị Thành Nhàn đang bị truy nã quốc tế và ông chính cũng là cha đẻ của thuyết chống dịch như là chống giặc, ép dân tập trung bắt buộc và bị bỏ rơi không được quan tâm y tế và các điều kiện khác dẫn đến con số tử vong không thể nào có thể đếm được. Tóm lại thì 13 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay đều có tỷ vết, nhưng ông nào nặng nhất vẫn chỉ dừng ở phê bình kiểm điểm và vụt đuôi. Các phi lý nói trên còn có nguồn gốc từ bản chất lắt léo của thể chế độc tài toàn trị. Vấn đề mấu chốt ở đây không phải công lý đòi hỏi phải được thực thi, vấn đề là đảng muốn thị uy bàn tay sắt của mình trước bàn dân thiên hạ, và đó là cái gốc đầu tiên bao quát nhất khi mà đảng nắm trọn trong tay cả ba quyền, hành pháp, lập pháp và tư pháp, vừa đá bóng vừa thổi còi. Đảng muốn cho ai sống thì sẽ được sống và đảng lệnh chết thì cũng sẽ phải vui vẻ chết như cày sông thửa ruộng, thơ của Tố Hữu. Bây cho họp hành bình thường hay bất thường diễn màn tố tụng cho phải phép chỉ là game show. Thật chớ trêu cả ông Đam lẫn ông Minh đều phải diễn vai chính diện cho đến phút hạ màn. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, trong vai bao công thì ông Minh ký quyết định kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, cùng lúc ký quyết định kỷ luật Chủ tịch và hai ông Phó Chủ tịch Nam Định Phạm Đình Nghị Trần Anh Dũng Trần Lê Đoài. Ngày ngày hôm sau 30 tháng 12 trong vai phản diện, ông Phạm Bình Minh được cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, đúng là hai cảnh trong cùng một vở tuồng. Nguồn gốc thứ hai nằm ngay trong hệ thống toàn trị lưỡng đầu chế và bên cạnh. Đầu Ba Đình, sức nặng từ Trung Nam Hải là một nhân tố hết sức quyết định. Lịch sử đã ghi lại câu chuyện đau lòng của Việt tộc, một ngoại trưởng tầm cỡ quốc tế như Nguyễn Cơ Thạch. Thân phụ của Phạm Bình Minh cũng từng bị đảng dưới sức ép của Trung Cộng cho về vườn từ trên đỉnh cao của quyền lực. Lịch sử rồi sẽ còn ghi lại do đòi hỏi của công việc, hồi đảng quyết định xé rào đưa phạm bình minh vào trung ương giữ chức ngoại trưởng tổng bí thư lúc bấy giờ là ông nông đức mạnh còn có tên khác là mạnh mượt đã phải kêu lên giữa cuộc họp đồng chí này trung quốc không đồng ý cơ mà còn giờ đây theo youtube ghi lại ý kiến của tiến sĩ lê kiên thành con trai của cố tổng bí thư lê duẩn nói rằng chắc chắn có bàn tay nước lạ trong can thiệp vào nhân sự ngoại giao của Việt Nam. Dù có thể kiểm chứng các suy đoán của ông Lê Kiên Thành hay không, thì sức nặng của hoạt động chữ vàng như kiểu lý tưởng tương thông văn hóa tương đồng và 15 văn kiện Trung Việt đã được thỏa thuận trong dịp ông Trọng sang châu kiến Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022 vừa qua đều có nguy cơ bị xóa sổ các di sản nền ngoại giao cân bằng và đa dạng hóa một thời nguồn gốc thứ ba là do các tuyên bố dân túy của tổng bí thư nguyễn phú trọng khi ông tin rằng có thể ngụy trang chiến dịch thanh lọc phe phái trong đảng những năm qua cũng như hiện nay bằng khẩu hiệu kỷ luật đảng là để vun đắp niềm tin trong đảng viên và nhân dân do không muốn cho người dân biết tất cả những đấu đá sau hậu trường nên cho đến nay thì nhiều người dân vẫn không hề biết tội của ông minh và ông đam là gì thì vẫn tỏ ra luyến tiếc cho sự ra đi của hai ông đó chính là lỗi của chính sách tuyên truyền có chủ đích và khiếm khuyết của nền báo chí không độc lập cái lỗi này đã không đem lại sự công bằng cho người dân khi mà sự thật luôn là trò chơi ú tim dưới mọi phát biểu mị dân của lãnh đạo đã đến lúc đảng hãy đứng về phía phe nước mắt, phe người dân, những nạn nhân duy nhất do tội lỗi của các ông quan lớn, dù bất kể các ông quan lớn ấy là ai để phán xét. Sự thật cần được phơi bày, đảng của ông Nguyễn Phú Trọng và mười mấy ông bà ủy viên bộ chính trị không bao giờ có thể vun đắp niềm tin khi mà sự thật chưa được sáng tỏ. Chừng đó mãi mãi sự bất công với người dân vẫn còn đó. Trước khi bị cách chức thì Vũ Đức Đam vẫn chỉ đạo về quản lý karaoke. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam vừa yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng với Bộ Công an, các bộ ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Hành động này được đưa ra hôm 1 tháng riêng, chỉ 4 ngày trước khi ông Đam chính thức bị các đại biểu quốc hội bãi nhiệm ghế Phó Thủ tướng tại phiên họp bất thường. Cũng trong hôm 5 tháng riêng tới đây, danh tính người thay thế của ông Đàm chính thức đã được xác nhận. Theo tờ tuổi trẻ hôm 1 tháng riêng, ông Đàm nhấn mạnh chuyện các cơ quan quản lý địa phương phải giám sát các karaoke và vũ trường trước và sau khi cấp giấy phép. Trước chỉ đạo, gần như là cuối cùng trên ghế phó thủ tướng của ông Vũ Đức Đàm thường xuyên hiện diện trong các vụ liên quan đến các quán karaoke. Trong vụ cháy quán karaoke ở An Phú làm 32 người chết ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hồi đầu tháng 9 năm 2022 vừa qua, ông Nam được ghi nhận mau mắn đến hiện trường vụ cháy để mà chỉ đạo khắc phục hậu quả cũng như là đi thăm hỏi các nạn nhân bị thương ở bệnh viện. Bên cạnh đó, ông còn đi viếng đám tang một nạn nhân thiệt mạng trong vụ này tại thành phố Thủ Dầu Một và tạo dáng kính cẩn thắp hương trước bàn thờ để các phóng viên chụp hình PA. Liên quan đến vụ mất ghế của ông Vũ Đức Đam báo VN Express hôm 30 tháng 12 năm 2022 phân tích, ông này bị quy trách nhiệm khi mà kiêm nhiệm ghế bí thư ban cán sự đảng Bộ Y tế từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020. Đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, ông Đam làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 và đảm nhiệm vai trò này cho đến tháng 8 năm 2021, sau đó chuyển qua cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hồi tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Cán sự Đảng lãnh đạo Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo để cho một số nhân sự và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các vi phạm được cho là xảy ra trong đánh giá chuyên môn kiểm tra giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành và hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi